Hello bạn. Mình ở đây mình nghe có một con nó kêu các bạn. Mình giơ lên mình đẩy cho các bạn coi ha. Chim hôm nay là mình không có đi chim mồi. Mình đi tập chim. Giờ mình treo bên này đâu kìa. Treo bên này ha. Con đừng vô đó, chó nó cắn nhau nhau. Còn con mái nữa rồi, nhưng mà mình bẫy con trống thôi. Bẫy bẫy con mái thì rất là lẹ các bạn, bẫy con mái thì bẫy rất lẹ luôn. Mình, nếu mà mình bẫy con mái thì mình bẫy là lẹ luôn các bạn. Bẫy con mái mình đưa lên là bẫy tích tắc à. Con của đứa cô này con tập của mình các bạn. Con này không phải là con mồi ha, mới tập ha. Thì bảy con mái là mình đưa lên là mình bảy liền à, dính liền luôn. Con này là chỉ chim tập mình của mình thôi. Mình nhả nhả bắt ra mình gom to quá. Cái cử giờ quay đỏ các bạn, tại vì cứ chiều rồi đó. Hiện tại là mình đi hai con chim mồi các bạn, một con chim mồi tập, một con chim mồi chính ha, và một con chim mái. Bữa nay mình đi ba con luôn. Bây giờ con này của mình là tập thôi, nhưng mà chơi rừng nãy giờ cũng mạnh lắm rồi các bạn, đó đang hót các bạn. Mình đưa thêm một con mồi lên nữa, mình bảy con rồi sao nữa. Ở đây nhiều quá các bạn. Thank you.
chờ bẫy thêm con mái được mà. Chống mơ nó dụ nó lại rồi. Để chứ mình đưa con mái lên là lợi rồi. Con mái mình dụ lợi nó coi, phụ quá lục quánh phụ quá. Nó lợi nó chơi con mái mình. Mái mình mày treo ở dưới coi. Con mồi tập sung ghê các bạn. Nè mình đun to to bạn thấy nè.
nó đi qua bên kia các bạn. Mình đưa qua bên kia cho các bạn coi ha. Đi qua bên kia. Không ngay ổ nữa sao, không ngay điểm của nó. À các bạn thấy không, bẫy chim không phải phải đơn giản thôi các bạn. Cái mùa nó không đá bẫy cũng vậy ha các bạn. Giờ mình đưa qua đây các bạn. Bữa nay nó không đá bẫy thì ngày mai nó đá các bạn. Cái mùa này nó không đá vậy. À đưa qua giờ bên đây. À, quay các bạn coi ha.